chia sẻ cho quý vị về cái phần là sáu điều và rất là tổn đức chúng ta đừng nên làm. Thì ở đây có nhiều người, người ta tức là không biết mình sẽ nói hoặc là làm những cái điều mà tác động vào cái môi trường xung quanh, làm cho người ta đau khổ nhiều, hoặc là làm cho thiệt hại những cái người xung quanh hoặc là những chúng sanh nhiều. Mình cố ý hoặc là vô tình thì chúng ta cũng bị tổn cái đức của mình, cho nên là những cái điều mà chúng ta không có nên làm, dù mình có giận dỗi hay là mình có khó kiềm chế thì cũng phải kiềm chế. Nên không, những cái điều đó chúng ta không nên làm trong cuộc sống. Nếu làm thì mình rất là bị tổn đức. Cái thứ nhất á, không có gì, tức là cái người mà ganh hiền, ghét ngỏ, hay nói xấu, hay đâm thọc, hay ly gián người ta. Có nghĩa là cái người mà thấy người ta hơn mình á, là mình không muốn này. Tức là mình ganh hiền ghét ngỏ, nghĩa là thấy người ta giỏi hơn mình, người ta tốt hơn mình, người ta đẹp hơn mình, là mình không muốn. Và chính cái chỗ không muốn đó thì mình mới hay nói đâm thọc. Có nghĩa là mình làm cho hạ cái uy tín người ta xuống, hay là mình nói làm ly gián. Ví dụ người ta rất tốt đẹp gì đó, mình đi vào mình nói làm cho người ta bị không còn tốt đẹp nữa. Ví dụ hai người bạn rất là thân nhau, nhưng mà mình đó thì rất là ganh tị với cái thân nhau đó, bắt đầu là mình đâm thọc, mình nói xấu, mình đặt điều, đặt chuyện để cho người ta không còn thân nhau, không còn thương nhau nữa. Hoặc là ở đó có một cái gia đình rất là an vui, hạnh phúc, chúng ta thấy mà gia đình mình không được vậy, cho nên mình ghen tức, ganh tức, ghen ăn tức ở, ganh hiền ghét ngõ. Mình quyết chí làm cho cái gia đình này là không còn hạnh phúc an vui nữa. Với cái bàn tay của mình, bằng cái lời nói của mình, với cái hành động của mình can thiệp vào trong gia đình người đó, để cho người ta không còn được an vui, không còn được hạnh phúc nữa, thì đây nó là cái điều tổn đức rất lớn. Mà ở trong cuộc sống ở đâu đó đó, người ta sẽ gặp những trường hợp này. Chính bản thân mình luôn, mình không có muốn ai mà tốt đẹp chứ á, mình nhìn người ta tốt đẹp mình bực lắm. Nghĩa là thấy người ta hơn mình cũng bực, thấy người ta giỏi hơn mình cũng bực, thấy người ta hạnh phúc mình cũng bực, thấy người ta giàu sang phú quý mình cũng bực. Hay là có cái câu chuyện nè, không biết là vui hay là buồn nữa. Thì ở gần chỗ mình đây thôi chứ không có đâu xa, tức là có cái người này ở trong cái dòng họ. Thì người này ăn học ngon lành lắm, mới đi ra ngoài làm thành công. Ví dụ như tháng kiếm được nhiêu tiền, rồi mua được mấy ngôi nhà hay thế nào đó, thường hay là về nói lại với gia đình dòng họ. Mà cái người này cứ ngỡ rằng nói như vậy thì gia đình sẽ vui, dòng họ sẽ là mừng cho mình, vân vân. Tức là người ta nghĩ vậy đó. Cho nên đó là người này mở ra được công ty này, cái là về khoe liền, mua được cái nhà chỗ này, miếng đất chỗ kia, hoặc là thu nhập tháng được nhiêu tiền, để nói lại cho nhà mình, tức là dòng họ, chú bác cô gì để mừng cho mình. Nhưng mà nó hoàn toàn ngược lại, hoàn toàn ngược lại, không phải như vậy. Có nghĩa là họ càng nói thì người ta càng đau khổ, họ càng nói người ta càng tìm cách để chống lại. Tức là người đó càng nói thì cái gia đình đó, tức là những người thân á, là không phải ủng hộ mà là như là tức tối bực bội trong lòng á. Tại vì những người đó không có con cái, không có làm bằng người này, cho nên tính đâu á là mình nói lên để cho người ta được tốt, nhưng mà cuối cùng nói lên là người ta như là trong là ở ngoài người ta cũng sở lợi, nhưng mà trong lòng ta bực bội, bắt đầu người ta quay chĩa, gọi là chĩa mũi dùi đó, ta quay lại ta nói xấu đủ thứ, ta tìm mọi cách để người ta làm cho người này bất uy tín, tìm mọi cách
để làm cho người này á, là không có tốt đẹp gì nữa, thấy không? Đó, cho nên đó ở thế gian á, mình cũng đừng có bao giờ nghĩ là tất cả mọi người đều là tốt đẹp hết, mà mình hãy nghĩ mọi người tùy người, tức là họ còn tham sân si, họ còn cái tâm đời. Cho nên đó là chúng ta cần nói những cái gì cần nói thôi, cần cho biết những cái gì cần biết thôi, chứ không phải cái gì cũng nói hết, cái gì cũng cho biết hết, thì cuối cùng đâu có hạnh phúc đâu, ta đâu có hạnh phúc đâu, ta đâu có an vui đâu. Hồi xưa người ta đâu có cái tâm ganh tị, hồi xưa người ta đâu có tâm ghét ghen, hồi xưa người ta đâu có tâm bực bội gì đó. Bây giờ mình nói ra đó, ta bắt đầu bực bội, ta ghét ganh, ta ganh tị, rồi á, là người ta khó chịu, thấy không? Thì những cái mình nói ra tuy là nói là sự thật, nói những có sao nói vậy, nhưng mà cuối cùng làm cho người ta đau khổ đó. Làm cho ai đau khổ? Làm cho người không tu họ đau khổ, người á, là họ ganh hiền ghét ngõ họ đau khổ. Như vậy thì chúng ta không cố ý thì cũng là vô tình, do mình vô minh, do mình không nhìn thấy sự tương quan cả đó. Cho nên rút kinh nghiệm, có làm được cái gì nhiều quá thì thôi, tùy duyên thôi, có thể nói với ba mẹ anh em ruột gia đình mình thôi, có thể thôi, còn bằng không thì thôi đi. Chứ đừng có gặp hàng xóm họ hàng khoe hết, trời ơi năm nay tôi thu nhập được 500 triệu ha, rồi tôi mở được 2 công ty ha, rồi tôi mua được 2 chiếc xe tải ha, trời ơi càng nói người ta càng đau khổ. Mình tính đâu mình nói là để người ta mừng giùm cho mình, ta vui giùm cho mình, nhưng không có. Cái tâm đời của người ta là nói vậy đó, cho nên muốn cho người ta vui thì đừng nói những cái đó, tại vì là người ta có cái tâm ganh hiền ghét ngõ, có tâm đâm thọc, có cái tâm là ly gián những người khác, người ta không muốn cho ai hạnh phúc hơn mình, muốn cho ai tốt đẹp hơn mình, không muốn cho ai ngon lành hơn mình, thì đây cũng là chuyện bình thường thôi. Nên đó mình là người con Phật rồi đó thì thôi, làm được cái gì thì đó cũng chẳng qua là những cái thế gian thế sự mà thôi. Cho nên đó là cũng không cần phải chia sẻ với ai nói niềm vui cho mình. Họ vui khi nào khi mình quan tâm tới họ, họ vui khi nào khi mình đã làm lợi ích cho họ, chứ không phải họ vui khi chúng ta thành công hay là mình được cái gì tốt đẹp đâu. Cho nên đó là mình nghiên cứu, mình chỉ đem lại những điều tốt đẹp cho họ, dù giúp đỡ họ hoặc là chúng ta là khen họ hay làm lợi ích cho họ thì cái đó họ mới vui thôi, chứ không phải là mình lại mình kể chuyện thành công của mình ra mà người ta vui đâu. Nhầm khi người ta nói mình khoe khoang nổ, rồi nhầm khi là người ta nói mình là cố ý làm vậy để hạ nhục người ta, gia đình ta đâu có làm được vậy đâu. Bây giờ mình nói ra thành công này thành công nọ để là ám chỉ gia đình người ta không làm gì được, vân vân. Nói chung á là cuộc đời nó là khó vậy đó. Cho nên quý vị hãy cẩn thận. Muốn cho người ta vui là chỉ mình giúp đỡ người ta, mình lại coi người ta thích cái gì đó, mình cho, mình tặng thì người ta vui thôi. Chứ còn những cái gì mình thành công hay gì đó, thôi để tùy duyên mà nói, chứ không phải gặp ai cũng khoe. Cái điều thứ hai á, mà làm cho mình tổn đức á, mà mình không hay đó, là cái tâm tự cao, tự đại, khen mình, chê người, cho mình là hơn người, hay khoe khoang, tức là tâm tự cao, tự đại. Có nhiều người á, ít ngồi đáy giếng thôi, làm được chút xíu thôi, cái chấp thủ tính đâu là dữ dội lắm. Ví dụ gì đó, tức là mình làm được, cái mà mình làm được á, là đâu có lạ gì đâu. Mình tính đó là dữ dội lắm. Thấy làm này, thấy làm kia, thấy làm nọ. Nhất là những cái người mà thái giám mà tung hô á, làm được cái gì các đạo đi theo, vậy hả anh Minh, vậy hả anh Minh, hả anh Minh, khen mình lên tới mây xanh. Tại vì mình làm lợi ích cho người ta, cho nên người ta khen mình. Chưa, cái đó không phải là hẳn là mình giỏi đó, mà nhầm khi mình làm cho người ta khen vậy thôi. Hoặc là những cái bình thường ở trong cuộc đời này mà chúng ta thấy chúng ta làm được, chúng ta tính đâu á, là mình là giỏi. Chứ thật ra đó cũng chẳng qua là mình
có thể làm hơn người khác ở số lĩnh vực nào đó thôi. Ở trên đời này á, mình người ta chưa làm thôi, chứ người ta học làm, người ta làm cũng được ha. Ví dụ như làm kỹ sư, làm bác sĩ, hay làm phi hành gia, hay làm phi công, hay làm giám đốc gì á, là người ta làm cũng được hết trơn á. Mình đừng có nghĩ á, là trên đời này chỉ có mình làm được, người ta làm không được. À, mình á, mà nghĩ làm là thôi cuộc đời này cũng tắc liệm từ đó luôn. Không có đâu. À, ví dụ như những ông vua ngày xưa đó, người ta cũng nghĩ vậy đó. Ví dụ như ông vua đó ông rất là giỏi. Ông nghĩ là ở đất nước này mà không có ông vua đó thì là người ta sẽ không thể sống. Ví dụ gì đó, đừng có nghĩ như vậy. Mà ví dụ như người ta làm vua thì người ta nghĩ là hết lòng với dân chúng mà thôi, chứ không phải là không có mình người ta không thể sống nổi. Thì cái đó gọi là có một chút tự đại đó, tự hào, tự cao, tự mãn ha, cho mình là hơn người, hay khoe khoang với người khác, hay ta đây. À, quý vị, thực ra mình rất là nhỏ bé tầm thường. Cái mình làm được không là gì hết trơn á. Và có làm được đi nữa nó cũng là con số không thôi. Tại sao? Tại vì khi chúng ta làm được đi nữa thì cũng chẳng qua là làm việc đời mà thôi. Rồi một ngày nào đó nó cũng mất đi à. Nó không tồn tại mãi mãi thời gian. Nên đừng có chấp thủ vào cái việc mà mình đã làm. À, đừng có chấp thủ vào cái mà mình hơn người ta. Cái hơn người ta là chẳng qua mình so sánh cái mình đang có, chứ không phải là so sánh cái người ta có. Ví dụ như mình đang có tiền, cái mình so sánh người ta không có tiền mà nói hơn người ta. Chứ mình không có so sánh cái người ta có với cái mình không có, mà mình so sánh với cái mình có với cái người ta không có. Cái người tự cao họ so sánh vậy đó, lấy cái mình có so với cái người ta không có, bắt đầu người ta so sánh. Hoặc là cái mình có người ta cũng có, nhưng người ta là yếu kém hơn mình, thấp kém hơn mình, không tốt bằng mình. Như vậy thì là mình có cái tâm là tự cao, tự hào, tự mãn, tự đắc. Có nghĩa là cho mình hơn người, mình là số một. Nhất là những người mà mình coi họ nói chuyện thường hay nói là tại sao cãi tôi nói mà không nghe. Đó là người đó, đó là số một đó. Có nghĩa là họ là ra lệnh hết cho mọi người đó. Tại sao cãi tôi? Nói mà không nghe. Đó, tức là họ cho họ là chân lý, là tốt nhất, là đẹp nhất, là mọi người phải theo họ mà thôi. Chứ thật ra quý vị, mỗi người có cái hay riêng của họ. Ví dụ ông nông dân á, thì ông cày ruộng rất hay. Ông làm rẫy, làm ruộng rất hay. Nhưng mà bây giờ ông bác sĩ cái kêu đi về mà trồng rau, hay là trồng mướp, trồng bầu, trồng dưa hấu, ok, ông cũng thua à. Dân nắng đâu có được. Ví dụ ra ngoài hồi trúng gió à, rồi á là làm ngày về quải, mình quải mẩy chẳng á. Là tại vì ông không có rèn luyện, cái gì cũng vậy, nó luyện nó mới thích nghi cái môi trường. Ví dụ như mà cái môi trường đó là cái môi trường làm dưới nước không. Có nhiều người lội một bữa, một là lên cái là bệnh liền. Nhưng mà bây giờ người ta tập từ từ, ngày người ta làm ít, giết người ta lặn nước, ta lội nước luôn. Giống như đi qua ở, thầy đi qua bên Ấn Độ á, sáng sớm mà thấy cái bác đó khoảng chừng 70-80 rồi. Ông xuống sông Hằng, ông tắm. Ông lấy nước ông xối từ trên, ông xối xuống, xối xuống, xối xuống, xối xuống. Ông tắm, trời ơi mình nể, dễ sợ nó lạnh. Giác sáng nó lạnh buốt vậy đó, ông tắm. Hỏi ông lạnh không, là không. Tại sao ông không lạnh, ông chỉ mát thôi. Là tại vì hồi ông mới sanh ra tới giờ ngày nào ông cũng xuống tắm vậy đó. Cái cơ thể mình nó thích hợp. Cho nên đó là cơ thể mình thích hợp với cái gì mà người ta không thích hợp, ta nói mình tài. Hiểu không? Tài là nằm ở đâu? Tài là nằm ở trong cái trí mình á. Tức là người này á là thông minh hơn, kiến thức nhiều hơn, trí tuệ nhiều hơn. Chứ không phải là cái tài là mình chịu đựng. Có nhiều người á là ngâm trong nước cả ngày không sao, trời rất tài. Cái đó là rèn luyện thôi. Có nghĩa là mình đó rèn luyện thì nó sẽ được. Ai cũng vậy, nó bất kỳ cái gì mà người ta quyết chí, người ta rèn luyện từ từ nó sẽ được. Quý vị nhìn thấy ha, là mình hết hồn luôn. Người ta cái nhà lầu á, là mấy chục tầng.
mà người ta sơn ở phía bên ngoài á, có thằng cọng dây một hàng cột ngang eo ếch á, bung ra bung vô, đu qua đu lại sơn. Đó, trời ơi, ở trên mấy chục tầng á chảnh á, mà sơn toàn ten toàn ten toàn ten chảnh á, mình thấy là ghê gớm không. Nhưng mà người ta cũng tập đó, tập về độ cao rồi làm quen với cái sự nguy hiểm. Ví dụ những người mà người ta sửa điện đâu, mình thấy điện lưới điện Bắc Nam, điện Trung Thế, điện Cao Thế đó, ôi cao ngu ngu chảnh, nhưng mà cây cột điện này với cây cột điện kia á là nó cách nhau á cả 100-200 mét vậy đó. Gọi đầu ta bò trên cọng dây điện á, ta đu qua từ cột điện này, ta đu qua cọng đục điện kia, bò trên dây điện á, mà ở dưới này mênh mông, ở dưới này sâu thẳm vậy đó. Mình thấy á, là cái cảnh á vậy đó. Gọi đầu á là mình rất là nể phục những người đó. Thực ra họ cũng đã rèn luyện đó lâu ngày, dài tháng rèn luyện mới được, chứ không phải là tự nhiên mà được đâu. Ví dụ như người ra ngoài nắng không gì nữa, rồi người giải nắng dầm xương. Ví dụ như mình thấy một cái người ăn mày, tại sao họ nằm đó, họ ngủ ngoài đường không có đắp mền gì chứ á, mà mình nói họ hay quá, chứ thật ra họ ở đó lâu rồi, cái cơ thể thích nghi dần 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 môi trường đó rồi. Còn mình lâu lâu ra hàng đêm, nội mũi nó cắn với là xương nó xuống là chở bệnh viện luôn á. Mới đi nè, cách đây mấy hôm, buổi sáng sớm à, cỡ 5 giờ mấy gần 6 giờ sáng á, thấy cái chú kia, chú nằm ở ngoài đường chú ngủ, nằm đái dưới nền đất nè, nền gạch vậy đó, nằm ngủ, ngủ ngon lành vậy, cho mình nằm không nổi đâu, nằm ở nền mày ở ngoài trời gọi là mưa lắc rắc nữa chứ, còn nằm đại đó ngủ sáng đêm sao ngủ nổi, là tại vì mình không nổi, tại vì mình chưa có tập. Còn nếu mình tập từ từ nó cũng được mà thôi. Cho nên những cái gì mà thuộc về vấn đề tập luyện thì ai cũng cố gắng cũng có thể tập luyện được. Rồi những cái gì mà thuộc về nhận thức á, có thể là nghiệp ở trong kiếp trước mình nghiệp thiện nó trổ ra, làm cho mình nhận thức nhanh hơn người ta, thông minh hơn người ta, hiểu biết hơn người ta, do mình học nhiều. Có nghĩa là cái môi trường để học hỏi á, là mình có nhiều, nên hiểu biết hơn người ta, ngon lành hơn người ta. Nhưng mà đừng có so sánh lấy những cái mà mình hơn người, lấy những cái gì mình có mà ta không có, lấy những cái gì mà mình hơn người ta, mà mình tự cao tự đại, cho mình là số một, người ta không ai bằng mình hết á, người ta toàn là gì đâu không ha, còn mình thì ngon lành lắm, vân vân. Như vậy thì cái đó là tự cao tự đại này nó tổn đức mình dữ lắm. Cái người mà khiêm hạ nghĩa là khiêm cung và hạ thấp người mình xuống, nghĩa là mình nhìn đó, cái này mình nhìn thôi, và mình nói với cái tâm mình á, những cái mình biết được cũng chẳng có một góc độ nhỏ xíu ở trong cuộc đời này thôi, và những cái mình có được cũng là những cái nhỏ xíu ở trong cuộc đời này mà thôi, chứ nó không phải cái gì lớn lao to tát gì đâu. Những cái thế gian này nó có độ chín mùi thì nó đạt được mà thôi chứ không phải là mình đã thấy người ta làm không được mình làm được, cái nào mình cho mình là khen mình chê người, cho mình là giỏi, cho mình tài, cho mình hay, mình mới làm được, người ta làm không được, không đâu. Tức là cái mình làm được người ta cũng có thể làm được, nếu người ta rèn luyện. Cho nên có một câu nói là thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh thôi, tức là thiên phú thôi, còn 99% là rèn luyện mà. Cho nên tất cả đều phải rèn luyện hết á. Cái điều thứ ba là ganh ghét người hiền, quán trời trách đất, lo chuyện thị phi. Có nghĩa là những người hiền tài là mình ghét. Rồi mình hay than trời trách đất. Mình trách là trời sao mà không có công bằng, đáng lẽ là cho mình hưởng cái này hưởng kia, tại sao cướp mất của mình đi. Rồi quan tâm đến những cái chuyện ở trong đời sống gọi là chuyện thị phi, chuyện thị phi tức là chê khen, chuyện thị phi quen ở trong đời sống. Nên đó là mình thấy
là ganh ghét người hiền. Có một câu phương ngôn á: anh chơi với ai tôi sẽ biết anh là ai, tức anh làm bạn với ai tôi sẽ biết anh là ai, anh cười ai tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Có nghĩa là một cái người mà người ta ganh ghét những cái người hiền hoặc là người hiền tài, ganh ghét những người tốt á, thì là những người đó sẽ tổn đức rất là lớn. Cho nên hãy kính trọng những người tốt đẹp, hãy kính trọng những bậc thánh nhân, hãy kính trọng những bậc thiện tri thức, vân vân. Cho nên dầu cho chuyện gì xảy đến đi nữa thì cũng là nghiệp của mình thôi à, chứ đừng có quán trời trách đất. Đó nghĩa là tất cả cái đó không phải là ai gán cho mình hết á, không phải là ai làm cho mình hết á. Thường hay mình nói là tại sao á là tôi mà không phải là người khác, không ai làm cho mình mà bằng chính mình. Cái đó là nghiệp của mình tạo ra mà thôi. Cho nên đừng có nói là không phải tại sao là tôi mà không phải là người khác. Là tại vì nghiệp mình nó đến thì là mình thôi, còn nghiệp người ta chưa đến thì đâu phải là người ta, hiểu không? Nên quý vị là thấy là giàu có những cái điều mà nó không có tốt đẹp, thuận ý vừa lòng ở trong đời đó, thì đừng có quán trời trách đất để làm gì. Tại để đó là quả của nghiệp. Quả nghiệp có nghĩa là chúng ta đã từng gieo, bây giờ mình lại gặt hái được điều đó. Gieo nhân thì sẽ gặp quả, thì đó gọi là quả của nghiệp là vậy đó. Nên quý vị là thấy là những cái chuyện gì mà thuộc về chê khen tốt xấu á, chúng ta đừng có nhúng vào, nó thật rất là thị phi. Tại vì mình là không có rõ biết chắc chắn như thế nào là hơn thua, rồi thế nào là tốt xấu, vân vân, mà mình phán đoán theo cái sự hiểu biết của mình mà thôi, nó không có chính xác đâu. Nên những người nào mà thường hay ganh ghét những người hiền đức, rồi lại là những gặp những chuyện không may mắn quán trời trách đất, rồi là quan tâm đến chuyện tốt xấu thị phi ở trong cuộc đời mà không có lo tu tập, thì cái người này sẽ bị cái quả báo là đau khổ về sau rất nhiều, và đau khổ về hiện tại rất nhiều. Cho nên những người nào hiền đức mình tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ, chứ không phải là mình quán ghét, ganh ghét với họ đâu. Ví dụ là nói người này tu tốt lắm nè, thì mình phải hộ trì, mình hãy tán thán. Chứ nói là người này tu tốt lắm, cái tự nhiên mình ganh ghét người ta. Thì đó mình là tu gì này nọ, đó là mình ganh ghét đó. Ví dụ ai khen một cái người nào đó, được người khác khen, bắt đầu á, mình lồm lên cái thằng đó, cái con đó mà là gì này nọ đó, mình nói gì có nghĩa là mình không có bằng lòng với người đó. Tức là mình, cái tâm ganh tị, tâm ghét ghen của mình á, nó khởi lên đó, mình không hay đó. Mỗi khi người ta khen ai đó, cái thằng đó mà là cái gì, nó gì gì đó, bắt đầu là nói chung là mình dùng những cái ngôn ngữ để mạt sát người ta đó. Tại vì cái người đó đơn giản là được người khác khen mà thôi, là cái người đó muốn mạt sát cái người được khen đó xuống, tức là người ta có cái tâm ganh ghét vậy đó. Thì chính cái tâm ganh ghét này nó làm cho người ta tổn đức. Cái điều thứ tư á, làm cho mình tổn đức rất lớn đó, là bất hiếu với cha mẹ, xung đột với anh em, và cốt nhục tương tàn. Đây là cái điều tổn đức rất lớn. Bất hiếu với cha mẹ. Vì đó thì đi ở Long An á, hai cha con phơi lúa ở ngoài đường lộ á, mà không biết người cha làm sao đó, không biết phơi lúa mà phơi làm sao đó, mình không hiểu nổi tình. Người con quay ngang đá ông già mình, đá ba ông. Nói chung là cái người cha làm gì làm mà người con hành động mà dám quay qua đá cha mình, đó là một hành động bất hiếu. Không nói đúng sai ở đây,
mà mình không có được phép làm gì. Ví dụ như cái người cha có làm sai về cái động tác phơi lúa, hoặc là đổ lúa, hoặc làm ướt lúa, hoặc là làm lũng bao gì đó đi chăng nữa, thì mình cũng nói thì nhẹ nhàng thôi. À, tại vì là cha của mình là người á, là tạo ra cái xương thịt này, cho nên đó là mình phải tôn kính. Chứ có đâu mà làm chịch cái quay ga đá luôn, vậy sao được. Nên có nhiều người á, là không có nhớ ơn cha nghĩa mẹ. Người ta cứ nghĩ những cái gì mình có ngày hôm nay á là do mình cố gắng học hành, do mình hà tiện hà tặng, do mình đó là biết tính toán làm ăn, cho nên bây giờ mình giàu có, bây giờ mình có chức vụ, có lính lác, có xe cộ, có nhà cửa, có ruộng đất. Mình cứ nghĩ như vậy thôi, là do mình nỗ lực, mình cố gắng số mình hơn cho nên mới được, chứ không phải là do ai cả. Nhưng mà người ta đâu có thấy được là cái lớn nhất là do cha mẹ của mình á. Từ ở trong gia đình, khi mà mình được sanh ra và mình được lớn lên đều là do cha mẹ bảo bọc, thương yêu nuôi nấng chăm sóc, kể cả ở nước ngoài luôn á. Hồi chưa qua 18 tuổi á, là người cha mẹ cũng quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ cho ăn học, hết lòng hy sinh cho con cái. Cho nên cái người nào bất hiếu với cha mẹ tội dữ lắm. Tại vì là mình bất hiếu với cái người mà đã giúp đỡ mình thật sự, hết lòng thương yêu, giúp đỡ, lo lắng cho mình, mà mình lại có cái tâm bất hiếu với cha mẹ. Cái thứ hai nữa là xung đột với anh em, đánh nhau, chửi mắng này nọ, bất đồng, không ai nhường ai. Ở dưới quê á, có người cha đâu có ba con đất giường. Cái mấy đứa con á, lại mượn. Người mượn 500 mét vuông, người mượn 700 mét vuông vậy. Trồng đồ, trồng mía, trồng gì tùm lum la vậy. Rồi cái người mượn trước á, rồi người mượn sau. Ông già dĩ nhiên cho mượn rồi. Cho mượn cái đo. Cầm đó, sao mà có miếng lớn miếng nhỏ không biết. Rồi bắt đầu anh em với nhau á, vì có nhiêu đó đó mà xung đột lẫn nhau, như là kẻ thù nhau luôn đó. Ở dưới Cà Mau có cái gia đình đó, cái người cha để lại cái ngôi nhà mà cũng mắc tiền lắm, nhà nó mấy chục tỷ lắm. Rồi anh em với nhau thưa gửi nhau. Tại vì cái người con út đó ở nuôi cha mẹ tuổi già và mất đi luôn, thì người con út đó mới ở nhà đó. Thì anh chị các nơi về đó bắt đầu muốn đòi đề nghị bán nhà để chia. Rồi thủ tục làm giấy tờ đó, rồi người này nghi kỵ người kia suối, người này nghi kỵ người kia, rồi cuối cùng tan nát chân anh em. Rồi xung đột, tương tàn cốt nhục, chỉ vì chia đất đai, tiền bạc, ruộng vườn nhà cửa mà người ta cho rằng không đồng với không đều. Nên là quý vị là chú ý để cho tránh con cháu nó xung đột quá, thì mình chia của cũng chia tương đối nó đều đều một chút. Chứ đừng có nhất bên trọng nhất bên khinh, mà hãy chia theo tả hữu bình bình, có nghĩa là hai bên bằng nhau, chứ đừng có nhất bên trọng nhất bên khinh. Thì là người ta không có chịu. Cho nên người bất hiếu cha mẹ xung đột với anh em làm cho gia tộc của mình bị xáo trộn hết, gọi là cốt nhục tương tàn,
thì người này rất là có tội và bị tổn cái đức của mình, là tại vì chính tác nhân của chính mình mà gây ra cho cái sự xung đột, chia rẽ anh em hết. Như vậy thì mình nghiên cứu lại và mình nhường nhịn, dung hòa, nhường nhịn. Cái sách giáo khoa hồi xưa có bài anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận tay chân vui vầy. Tức là người ta chỉ cho cái đó đó. Ở dưới này nè, ở Tân Kiên mình, cái gia đình đó có hai người con với người mẹ. Thì người lớn á, lớn nhất á là trai cả, tức là trai thứ hai á, cưới vợ. Thì về ở làm dâu á, thì nhà có bốn người. Vậy mà ăn cơm dọn ba mâm. Cái cô dâu đó nấu cho chồng ăn dọn mâm, người mẹ ăn chay dọn mâm, đứa con út ăn mặn dọn mâm, bốn người dọn ba mâm ăn cơm. Mình thấy nội bộ chia rẽ không? Bất đồng không? Cho nên á, anh em với nhau á thì nên thương lượng, nên nhường nhịn với nhau, tránh cốt nhục tương tàn là giết hại lẫn nhau. Thấy ở trên An Giang không? Ông già để lại đâu 10 công đất hay gì đó, chia hai anh em ruột. Chia ông 5 công. Vì mà hai vợ chồng người em á, giấc khuya người ta đi đâu về không biết, chặn đường giết hai chồng người anh. Để lấy nhiều ruộng đất đó đó, 5 công. 5 công mà đổi hai mạng người. Có của, có đất nhiều thì nó tốt, nhưng mà đổi với cái tình anh em, rồi đổi cả sinh mạng của người ta thì là nó tổn đức dữ dội lắm. Cái đó nó tổn mà nó phải đọa luôn ở cảnh giới rất là đau khổ. Cho nên anh em á, là đừng có xung đột, hãy sống hòa thuận với nhau, như nước hòa với sữa, anh dìu em tiến, chị ngã em nâng. Nên quý vị thấy ở gia đình mà nó có sự bất đồng anh em thì mình phải ngồi họp bàn lại để chia sẻ, để nói chuyện. Chứ còn bằng không thì là đường ai nấy đi, xung đột, rồi tương tàn hại nhau. Mình đó là con người khác hơn mấy con khác vậy đó. Con người biết ơn, biết nghĩa, biết anh, biết em. Gà đá rã bầy xong, chim đủ lông đủ cánh bay đi cái xong, không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Cho nên đó là ông bà mình thường hay nói á, cái này đủ lông đủ cánh, con người mình lông cánh đâu. Nhưng mà người ta đang nói tới cái ví dụ của con chim á. Con mẹ nuôi gần chết luôn, mới nở đỏ ói, ăn từng miếng mồi tới lớn lên, mọc cánh ra ha, ngon lành hết. Bay mất tiêu.
không biết mẹ là ai luôn, không có nhớ mẹ luôn. Nên ông bà mình còn nói một câu nữa: công đâu xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò giò lên cao. Có nghĩa là ăn lớn mập rồi là bay mất biệt luôn, không nhớ người nào xúc tép nuôi mình luôn. Cho nên á, anh em á, là nhường nhau đi, hơn thua nhau làm chi. Bàn bạc phải trái. Cho nên nó có câu hay lắm: trái phải phân minh, nghĩa tình dữ dạng. Nên ai mà trái ai phải đó, phải đem ra phân cho nó rõ ràng. Đừng có để gì cái trái phải hơn thua đó mà mất đi cái chữ tình. Nói nếu mà tiền mất á, mình có thể kiếm lại được, nhưng mà tình đã mất, đã tổn thương rồi đó, khó lắm, khó lấy lại lắm. Người ta có thể tha thứ chứ người ta không có quên. Con người mình á, người ta có thể tha nhưng người ta không thể quên. Tại vì mình làm khổ người ta quá rồi, nhưng mà người ta lại có cái tâm Bồ Tát, cho nên người ta tha cho mình, người ta không có trả thù, không có chi cứu. Nhưng mà cái việc mình làm khổ người ta đó, người ta không bao giờ quên ở trong lòng. Tại vì cái nhớ là một cơ chế, chứ không phải cái nhớ nó là một cái chủ động. Cho nên người ta là có thể tha chứ người ta không có thể quên. Nên mình làm cái gì làm, đừng có làm tổn thương người ta, nhất là anh em, tranh giành từng ly từng chút, rồi hại nhau luôn, cốt nhục tương tàn. Như con mấy ông vua ngày xưa mà mình coi phim Trung Hoa, trời ơi mấy ông thái tử hoàng tử đó, quá trời, người này giết người kia, kia giết người nọ, giết người kia, để là có được cái quyền lợi cao nhất, đó là tranh giành cái ngôi vua. Thấy hoàng đế Asoka không, vua A Dục á, ông lên ngôi vua vậy mà ông giết hết 99 người anh em ruột của mình, anh em trai, chỉ chừa lại có thằng ông thôi. Đó là ngài Tích Xa, sau đó là ngài cũng đi tu luôn. Và hai người con của vua A Dục là hoàng tử Mahinda và công nương Sangamitta cũng đi tu luôn. Cho nên gia đình của vua A Dục là có ba người xuất gia đi tu và thành chánh quả luôn. Nên quý vị giàu gì giàu, nếu chúng ta không có hiếu á, thì cũng đừng bất hiếu. Nếu mình cảm thấy mình không thể hiếu đạo được thì mình cũng đừng có phản cha phản mẹ, bất hiếu, ngỗ nghịch, ngang tàn. Cái điều thứ năm mà gây cho mình tổn đức á, là người hay tức giận, oán hận, hiềm hận, căm thù, hiềm khích. Nói chung là những cái đó làm cho mình bị tổn đức. Cho nên cái người nào mà có cái tâm tức giận, bực bội mà mình để trong lòng á, mình bị tổn đức lắm. Nên có câu: ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng Nguyễn Thiên Kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, là chỗ đó.
Cho nên khi mà mình tức giận, quán thù, quán trách á, thì mình hành động nó không có sáng suốt, cho nên hành động sai, đi đến khổ mình và khổ người. Nên tức giận nó là một chướng đạo. Tức giận nó là một cái loại tâm mà cần phải được tu tập. Nên ông bà mình nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Mỗi khi chúng ta tức giận mà sân si lên thì bao nhiêu cái công đức tu tập hồi xưa tới nay kể như chấm hết. Tu tập lên cao tới cỡ này tức giận cái nó tuột xuống. Cho nên ta phải biết kiềm chế, biết xả bỏ, biết nhẫn nhục, biết tu tập, biết phát triển lòng từ, để cho những cái oán hận, những tức giận, những hiềm khích, những hận thù này nó tan tành như bọt nước. Nên nếu quý vị thấy người ta nói giận mất khôn, cho nên khi giận mình đừng nên quyết định. Khi vui mình đừng nên hứa. Vui gì vui cũng đừng nên hứa bất kỳ cái gì cả. Mà khi tức giận thì đừng bao giờ quyết định. Cho nên nếu người ta muốn mình hứa gì ta đợi mình vui, người ta hứa là mình sẽ hứa sai lầm. Còn là khi mà chúng ta tức giận, hành động gì nó cũng sai. Tại vì khi tức giận nó có một loại tâm sở, gọi là tâm sở ba tí khá. Đó là cái tâm phẫn hận. Tâm này nó có một ý chí tiêu diệt tất cả các đối tượng xung quanh mà nó nhắm tới, làm cho người ta đụng chạm về mặt quyền lợi. Nên cái người mà giữ tâm hiềm quán, tức giận, tâm hận thù, tâm căm thù, người nào giữ ở trong lòng thì cái này nguy hiểm lắm. Tại vì nếu chúng ta không có diễn ly, không có đoạn diệt, không có từ bỏ nó, khi nó lớn mạnh mà không có sự kiểm soát thì khi người ta mất đi, nó sẽ ra đi với cái tâm này, thì nó sẽ đọa xuống dưới địa ngục rất sâu. Địa ngục là cái nơi mà chứa đầy những khổ đau. Ai quán ở tại địa ngục. Cho nên cái nguy cơ mà dẫn mình đi địa ngục sau khi chết là tức giận, oán hận, hiềm khích. Căm thù, tất cả cái đó nó đều mang cái không hài lòng, tùy mức độ nặng nhẹ khác nhau. Cho nên cái người mà thù hận hoặc tức giận nó sẽ tổn đức nhanh chóng lắm. Tại vì cái tâm của mình nó sẽ dẫn đi cảnh giới, và tâm nó tạo nghiệp. Nên tâm sân dẫn đi cảnh giới địa ngục. Tâm sân thì tạo nghiệp xấu ác.
nghiệp xấu ác á, là nghiệp mình gây tạo làm cho người ta đau khổ, đó gọi là nghiệp xấu ác. Nên mỗi khi có một cái gì đó không hài lòng á, mà tức giận nó tràn lên trào lên á, thì chúng ta hãy dùng một cái hạnh gọi là hạnh nhẫn nhục, đè nó xuống, không bộc lộ ra bên ngoài. Lời nói và hành động, dù có sao đi nữa hay để bình tĩnh mà chúng ta quyết định hay chúng ta nói. Nên gặp những trường hợp đó, quý vị hít mũi thở miệng 3 lần. Hít mũi thở miệng, hít mũi thở miệng vậy 3 lần. Mình đè nén nó xuống, đừng cho nó bọc lên. Nhưng đừng có bao giờ mà mình căm thù bất kỳ ai hết á. Là tại vì căm thù là mình chỉ có lỗ thôi. Mình sống đời sống căm thù với cái dòng cảm thọ khổ, cho nên cả đời mình khổ thôi. Trả thù được nó cũng khổ, mà không trả thù được nó cũng khổ. Nếu chúng ta còn cái tâm hận thù, còn mà khi hết đó, cái tâm hận thù thì là nó không còn đau khổ nữa. Cho nên tâm tức giận nó hiện diện ở nơi đâu thì ở nơi đó nó sẽ hóa thành địa ngục. Nên mình gần cái người tức giận giống như mình gần lửa của địa ngục. Tại khi mà họ tức giận lên, họ không còn kể cái gì hết chứ. Họ không còn biết đâu là đâu hết. Có nhiều người cũng cãi cha cãi mẹ, mắng luôn, mắng hết anh em, mắng hết. Mà mình thấy người tức giận thấy ghê lắm, la lớn, nạt, dậm chân, dậm tay, bứt tóc rồi, gây tiếng động dữ dằn. Cho nên người ta nói là mình hãy tập cho cái đầu nó lạnh á. Tập cái đầu nó lạnh không có nghĩa là lấy cục nước đá bỏ lên. Cái trái tim nóng và cái đầu lạnh. Trái tim nóng nghĩa là gì? Là trái tim đang hoạt động, tức là đang thương người á. Cái đầu lạnh là gì? Là không có để tình cảm chen vào, mà mình xử sự bằng lý trí, bằng việc đúng sai, những việc lợi ích hay là không có lợi ích. Cho nên mỗi khi mà ông ta tức giận hãy nhẫn nhục, và hàng ngày hãy phát triển lòng từ bi nhiều hơn nữa, để cho sự tức giận nó không còn cái chỗ bám víu vào trong tâm của mình. Mình thương người ta đâu có tức, mình nhẫn nhục rồi nó đâu có trào lên. Và cái điều cuối cùng á, là chúng ta tổn đức là vì mình sát sanh hại vật. Sát và hại là hai cái khác nhau. Sát là giết, hại là làm cho người ta đau khổ. Cho nên là giết là làm ta mất mạng, còn hại là làm cho người ta đau khổ. Có thể giết cũng là một cái hại. Cho nên cái sát hại người ta nói chung là sát sanh đi. Thì mình phải giữ cái điều này, có nghĩa là làm gì làm á, đừng có giết con này con kia. Vật người cùng một tánh linh mà,
mình giết nó, nó cũng đau đớn, nó cũng dãy dụa. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Mình lớn lên á, làm nhờ đoàn thực, mình ăn uống các cái chất bổ dưỡng vào trong cơ thể, trong đó có thịt, có cá, có các loài động vật. Tuy rằng pháp luật á, ta không có bắt mình về vấn đề này, nhưng mà luật nhân quả thì nó đeo đẳng theo mình. Nó không buông tha ai hết, nhân quả không có bà con, không có buông tha ai hết. Cho nên làm gì làm á, chúng ta đừng có làm khổ người ta. Làm gì làm, chúng ta đừng có đoản mạng người ta, từ người cho tới vật. Tại vì ai ai cũng rất đau khổ khi người ta mất đi cái thân mạng này. Cho nên á, làm gì làm á, quý vị cũng đừng có bao giờ sát hại người ta, giận hờn cỡ nào, giận 9 xe 10 vàng gì đi nữa, dầu cho mình khởi lên cái ý là mình sám hối liền ở trong tâm, không sát không hại người ta. Cho nên cái này mà phát triển được cái tâm từ á, thì chúng ta dễ dàng là không sát hại. Khi chúng ta có tâm từ rồi, không bao giờ chúng ta làm tổn thương từ nhân cho tới vật. Tổn thương còn không làm nữa, huống chi á, là giết chóc tan thương để mà ăn thịt. Nên có nhiều người á, là người ta không ăn chay, người ta ăn thịt, nhưng mà mình đừng có sát sanh. Còn ăn chay được thì tốt, không có sao cả. Nhưng mà không ăn chay thì cũng tốt, không có sao cả. Nhưng mà mình không có trực tiếp sát sanh và bảo người giết. Nên những người mà sát sanh hại vật nhiều á, cái quả báo nó làm cho chúng ta tổn đức đi. Qua những cái đời sau á, mình khó tu lắm, và bị một cái là gọi là quan quan tương báo á. Mình gọi là quán kết hoặc là quan gia trái chủ. Mình sát hại người ta, người ta đem lòng thù oán đối với mình. Cho nên đó, mỗi khi mà người ta đã thù oán với mình rồi đó, là đời đời kiếp kiếp nó theo báo oán. Cho nên nó nói là quan gia nên mở, đừng có nên kết. Tức là đừng mở nó ra, đừng có là cột nó lại. Bằng cách là không có giết ai, không có giết loài chúng sanh nào cả. Cho nên người ta phải phát tâm, ta lên trên bàn thờ Phật, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó. Xin mười phương chư Phật chứng minh, con nguyện đời đời kiếp kiếp không có làm khổ cho ai, không có sát sanh hại vật. Đây là lòng thương yêu và tha thứ cho tất cả muôn vạn loài chúng sanh. Vật người cùng một tánh linh mà. Mình quý trọng cái sinh mạng của mình thì các con vật nó cũng quý trọng các sinh mạng của nó. Cho nên mình không có lý do gì để người ta cướp đi cái sinh mạng các con đó mà để phục vụ cho chính bản thân mình, vì lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Cho nên á, là người ta không có giết hại. Từ giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. Nhờ tinh thần của nhà Phật đó là tha hết.
ai làm gì làm cỡ nào cỡ chúng ta hết tha hết. Nên mình quỳ trước bàn thờ Phật, nói con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện đầy lòng từ bi thương yêu tha thứ cho tất cả pháp giới chúng sanh. Như vậy con làm lỗi ai con xin lỗi sám hối. Còn nếu ai làm lỗi với con thì thôi khỏi tha luôn, khỏi sám, khỏi hối gì hết, tha luôn. Rồi mở đi các cái quán kết, mở đi các cái quán trái. Cho nên người mà không có sắc sanh hại vật á, mà họ còn phát tâm ăn chay ăn lạc nữa thì lại càng tốt thêm một mực nữa. Thôi hết giờ chúng ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra các cái Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh thầy của chùa để lừa đảo quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị liên hệ với văn phòng chùa để hỏi rõ thêm. Số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Tri ân quý vị Phật tử hùng phước xây chùa như là Phật điện, xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật ca đạo.